Cảm ơn anh, mong là dự án này thành công. Hợp tác vui vẻ. Dạ cảm ơn anh. Mà. Anh Bảo, anh về luôn hả? Đó là chuyện của anh, không phải chuyện của em. Mình đi ăn trưa nha. Anh có hẹn rồi, em cứ đi ăn đi. Em nhắn tin với ai vậy? Ai kể em, đâu liên quan tới anh. Chào Thư. Ủa? Cảm ơn nha. Vì thì ra em từ chối lời cầu hôn của anh á là để theo thằng nhóc này đó hả? Quay ông chủ, ông nói ai là thằng nhóc hả? Này, mình xin tự giới thiệu nhá, mình là Minh, mình là sinh viên năm tư nhá, năm nay mình 21 tuổi rồi nha, ha, mình trẻ trung năng động nha, chứ không phải là già nua như ai kia. Cậu nói ai già nua? Thử lại một lần nữa coi nhóc. Tôi nói ông đấy. Ê, ê, thôi, nè, anh đừng có hiểu lầm, đây không phải là bạn trai của tôi, đây là đứa em của người bạn thân của tôi. Hồi nãy rủ anh không đi ăn mà, mình đi ăn trưa nha. Ừ, đi ăn gì? Ừ, vậy thì hai người đi ăn đi, anh cũng không rảnh ở đây nói chuyện với thằng nhóc. Rồi, nhìn cái mặt ông Bảo mắc cười quá. Chắc ông quê lắm luôn á. Hai đứa mình giỡn lố. Vi. Thì ra mình chỉ là bức bình phong của Vi thôi hả? Gì vậy? Nên mình đặt xưng tôi bằng Vi đồ nữa. Nhắn tin mét chị nè. Dám loạn ngôn với chị hả? Ủa? Vi à? Ừ, mình không phải là con nít nữa. Và mình yêu Vi. Cái gì? Thích tôi hả? Ừ. Trời ơi. Căng à. Ôi, à đây này. Rồi, vẫn còn đấy, may quá. Này chú nhờ tí nhá. Đến khổ với cái ông bạn chú. Đi gì mà đi mãi không về. Đấy, nếu không nhờ tình yêu với bạn bè, làm sao có được sự giúp đỡ vô tư như thế. Ủa mà làm gì chú? Ừ thì mỗi thứ một tí này, quân đồ này, xếp cái này vào chỗ này, trên này chỗ kia. Nhưng mà nhẹ thôi à, quán nhỏ mà. Dạ được chứ, dạ được chứ. Dạ. Ờ Vi, Vi, mình có phụ Vi nha. Mình làm gì cũng được hết á nhá. Rửa chén, lau nhà cái gì cũng được hết. Ôi càng hay. Vừa nãy đây có cậu Bảo đồng ý qua giúp rồi. Giờ có thêm cậu này nữa, thêm tay thêm chân, càng đông càng vui, càng nhanh. Có ông Bảo nữa hả? Vi, em đi đâu vậy? Mình có phụ Vi. Trời đất ơi, chị của em kiếm em từ sáng giờ, gọi chị quá trời kìa. Vi yên tâm, hôm nay nhá, mình ở đây, mình bắt đủ đồ nghề rồi, có gì á, mình làm hết. Trời ơi, thôi, không cần đâu, về đi. Chị kiếm sáng giờ luôn đó. Ê nhóc, hỉ mũi sạch chưa? Đừng có tưởng cầm thùng đồ nghề là mình có tay nghề rồi làm được nha. Về nhà hỉ mũi đi, ở đây có ông chú này lo. Ôi giời ơi, làng nước ơi, làm cái gì ở đây thế này? Tôi xin các ông tôi lại các bố, đừng có mang dao mổ trâu đi giết gà. Có cái hộp bé tí thì ti mà hùng hùng ở hồ gì thế? Ai về như đấy, giải tán. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Giờ mà xó này, giờ lại cơm như mùa đêm. Ôi giời ơi, im ngay. Khách người ta đi hết rồi kia kìa. Ôi ông ơi, cái gì ở đây hả? Cái thằng này, điên à? Im ngay, im ngay. Ôi trời, vào đây mà xem, nó đuổi hết khách đi rồi kìa. Mến, ôi. Em làm gì vậy? Mình đang thể hiện tình cảm với Vi nè. Vi, mình biết mình không giàu có như ai kia, nhưng mình có tấm lòng chân thành. Vi, nhận tấm lòng chân thành của mình nha. Trời ơi, tôi ghét nhất là quà hồng trắng đó. Tôi xong. Ô, cái tay này. Đuổi khách cho đuổi lại còn. Chú, chú. Chú, thôi. Được, được, được.
Con chỉ thể hiện tình cảm với Vi thôi mà. Nè, lo mà dọn dẹp cái mối lộn xộn mày đi. May ra tôi mới nghĩ lại. Chú, Vi nhận lời con rồi. Yeah. Điên rồi. Này, Vi à, cái bọn trẻ con này yêu đương vào là hết khôn là dồn đến dại. Và bây giờ yêu không yêu, nói cho nó biết. Chứ nó cứ ảo tưởng như thế, hâm hâm dở như thế, người khổ là bạn tôi này. Dạ thôi được rồi, chú xuống dưới đi để con nói chuyện với Minh nha. Dạ, xin lỗi chú. Ngồi đây. Ê, em yêu chị thiệt hả? Ừ, tất nhiên rồi. Chị không thấy là em đàn hát lại còn hái hoa tặng chị ấy nè. Chị yên tâm, chỉ cần chị quên em sẽ khái cả thế giới về cho chị. Ê, em có tỉnh táo không vậy? Cỡ tuổi em có rất nhiều bạn trẻ và đẹp hơn chị, theo đuổi chị chi? Vì à, Vì đừng lo, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, không quan trọng là ai già hơn ai, mà quan trọng nhất là ai là người sẽ nắm tay Vi khi Vi già yếu. Chị nói thiệt nha, em không phải là mẫu người đàn ông lý tưởng của chị. Người đàn ông lý tưởng của chị phải là người đàn ông trưởng thành. Em còn nhỏ lắm, em trẻ dại lắm. Tuổi của em bây giờ là tuổi ăn, tuổi học. Đừng có làm những chuyện dại dột như vậy nữa, hiểu không? Không phải. Chị em mình vẫn là chị em bình thường, hơn chút xíu nữa thôi, hiểu không? Dù em có làm gì chị cũng không chịu quên em. Chị đùa giỡn với tình cảm của em ấy hả? Yêu là yêu, mà không yêu là không yêu. Thân non là sao? Minh. Điên này, chú đã yêu anh bao giờ chưa? Tao cần gì yêu ai thì tao cũng chưa đủ ấy này. Chú Vượng, có chuyện gì vậy? Nó vào đây á, đòi sống đòi chết đi kìa. Đòi sống đòi chết là sao Minh? Chỗ đây này có gói thuốc này, nó bảo là thuốc độc, nó pha đấy nó đợi uống rồi nó hết lại mặt tôi á. Chú còn đợi nữa, tôi uống hết cái ly này luôn nè. Thế là chú mới tận tình hỏi nó vì sao mà ra nông nỗi này, thì nó mới nói là chỉ vì không yêu tôi. Sống trên này mà không có tình yêu thì sống làm cái gì nữa? Ôi giời ơi, thì ra là vì một đứa con gái mà ra cái cớ sự này. Bố mẹ mày mà biết á, mày ăn đòn. Ôi chú ơi, đừng có châm dầu vào lửa nữa mà. Minh nó uống thiệt bây giờ. Vậy thì tốt chứ sao. Nè cậu nhóc, cậu sống trên đời cũng hai mấy năm rồi đúng không? Giúp ích gì cho xã hội chưa? Báo hiếu được cho cha mẹ ngày nào chưa? Mà ai đòi sống đòi chết. Uống đi. Cậu tưởng cậu chết ở đây á thì sẽ có người buồn cho cậu hả? Vi buồn hay là chú Dượng buồn? Tôi là không rồi đó. Tôi còn muốn cậu chết nữa kìa. Sao? Nếu cảm thấy sống trên đời mà không có tình yêu á, vô vị, nhàm chán quá thì uống đi. Uống lẹ đi rồi chết. Uống đi. Sợ đúng không? Sợ đúng không? Ôi trời, ôi trời, làm gì đấy? Vi nói đi, Vi yêu tôi không? Vi, sao chị đánh em? Bộ em hết chuyện rồi hả? Em tự tử vậy? Lỡ có chuyện gì mà chị ăn nói sao với ba má em đây? Chị gọi điện mét ba má em. Chị Vi, đừng mét ba mẹ em. Em sợ mà tại sao em lấy mạng sống của mình ra em đùa giỡn như vậy? Tại em yêu chị chứ bộ. Em không có yêu chị. Em đang ích kỷ với bản thân mình. Ngay cả bản thân em còn không yêu, em đòi yêu ai chứ? Vi, Anh ổn, không sao hết. Trời ơi, vất vả cho anh quá. Không sao. Anh ngồi đi. Thôi. Anh nghĩ lúc này anh không nên ngồi. Anh ổn. Thằng quỷ, lần sau bỏ thì bỏ bột quỷ tinh hay bột năng đi nha. Đừng có bỏ bằng cái thuốc này nghe không. Anh nghĩ anh không ổn mà. Dạ.
nữa hả anh? Vi, chị nói đi, không lẽ chị yêu cái ông chú này hả? Ừ, thì sao? Còn chúng ta không bỏ bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi che. May mắn sẽ đến bên.